Chào bạn, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện một đề trong phần thi Speaking Part 3. Và như thường lệ thì mình sẽ cần phải ôn lại format của phần Speaking này. Đầu tiên, trong phần thi nói số 3, các bạn sẽ được cho một chủ đề kèm theo 3 ý tưởng cũng như là 3 câu hỏi phụ liên quan tới chủ đề. Tổng thời gian làm bài cho phần Speaking Part 3 là 5 phút, trong đó bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị và 4 phút trình bày. Việc nắm format rất quan trọng, sẽ giúp bạn chủ động hơn, tự tin hơn trong suốt quá trình làm bài. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn một đề thi thật của phần Speaking Part 3. There are many benefits of classroom games. Là có nhiều lợi ích của các trò chơi trong lớp học. Và mô hình giống như mind map ở đây, với 3 ý tưởng đó là fun, creativity and interaction. Thú vị này, sự sáng tạo và sự tương tác. Với đề số 3 này thì bạn có thể thêm một ý tưởng riêng của bạn. Đây là your own idea. Cũng như là 3 câu hỏi phụ. Câu số 1: What are the disadvantages of using games in the classroom? Number 2: When should games be used in the lesson? Number 3: Playing games teaches people about life. What do you think about this statement? Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách các bạn lên ý tưởng cũng như là trình bày hoàn thiện cho phần nói số 3 này. Đầu tiên đó là việc các bạn phát triển cái chủ đề dựa trên mind map họ cho sẵn. Với ý tưởng là fun, ở đây mình sẽ thêm một cái lý do, đó là make the lesson more interesting. Các trò chơi mục đích là để kích thích sự thích thú, hứng thú của học viên, đúng không? Làm cho cái buổi học đó nó trở nên thú vị hơn. Với ý tưởng số 2, creativity, mình sẽ đưa ra lý do, đó là các bạn học sinh khi mà tham dự trò chơi đó thì phải find solutions to the challenges, có nghĩa là họ phải tìm ra được cái giải pháp cũng như là phương án để giải quyết những cái thử thách có trong trò chơi. Thì thông qua cái cách như vậy, họ sẽ phải tìm ra được cái cách nào nó sáng tạo nhất có thể để giải quyết những cái yêu cầu. Number 3, interaction, sự tương tác. Thì điều này dễ hiểu, rất là thường các trò chơi sẽ chơi theo nhóm hoặc chơi theo đội. Những người chơi, những người tham dự đó thì phải tương tác với nhau, phải giao tiếp, phải trao đổi ý kiến. So we have like communicate and discuss with friends. Với 3 lợi ích như thế này thì mình có thể nghĩ tới một lợi ích tiếp theo đưa vào cái ý tưởng riêng của mình, đó là develop life skills, phát triển những kỹ năng sống, ví dụ là problem solving, kỹ năng giải quyết vấn đề. Với những ý tưởng này, bây giờ mình sẽ có một cái bài nói hoàn thiện cho việc phát triển chủ đề như sau. Đầu tiên là bạn sẽ có phần mở bài giới thiệu cái chủ đề đó. It's true that there are many benefits of classroom games. Tức là có rất là nhiều lợi ích của việc sử dụng games trong lớp học. Firstly, classroom games are fun. They make the lessons more interesting and enjoyable, so students can experience a comfortable learning environment. Ý đầu tiên mình phát triển dựa trên cái ý fun mà họ cho đó. Đó là trò chơi trong lớp học rất là thú vị. Những trò chơi này làm cho cái buổi học trở nên sinh động hơn và vui hơn. Vì vậy mà học sinh có thể trải nghiệm cái môi trường học thoải mái. Secondly, these games can help develop the students' creativity. Because in the games, they have to find solutions to the challenges, requiring them to think in a creative way. Lý do thứ hai là những trò chơi này có thể giúp phát triển sự sáng tạo của học sinh. Bởi vì trong các trò chơi này, các học sinh phải tìm ra giải pháp cho những thử thách, những yêu cầu có trong trò chơi. Việc này đòi hỏi họ phải suy nghĩ theo một cách sáng tạo. Thirdly, using games in the classroom can improve the interaction among students. When learners participate in the games, they have to think, they have to communicate and discuss with their peers, giving them more chances to express their ideas and work with others in a group. Với ý tưởng số 3 này, việc sử dụng các trò chơi trong lớp học có thể cải thiện việc tương tác giữa các học sinh. Khi mà họ tham dự vào các trò chơi, họ phải giao tiếp, họ phải thảo luận với lại bạn của họ, cho họ nhiều cơ hội hơn để diễn tả những ý tưởng cũng như là làm việc với những người khác trong nhóm. And finally, through the games in the classroom, students can also develop some cognitive skills such as problem solving, decision making skills, which are important for their
development in the future. Ý cuối cùng là cái ý tưởng riêng của mình, là thông qua các trò chơi trong lớp học, học sinh có thể phát triển những cái kỹ năng nhận thức như là kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đưa ra quyết định. Những kỹ năng này rất quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của họ. And to sum up, classroom games have a lot of advantages. Tóm lại thì trò chơi có nhiều cái lợi ích như vậy. Và sau khi phát triển xong chủ đề, bây giờ mình sẽ giải quyết những câu hỏi phụ bên dưới. Quay trở lại với ba câu hỏi họ cho sẵn như sau. Câu đầu tiên, bất lợi của việc sử dụng các trò chơi trong lớp học là gì? Câu thứ hai, khi nào các trò chơi nên được sử dụng trong buổi học? Number 3, chơi các trò chơi giúp cho người ta những cái bài học về cuộc sống. Bạn có suy nghĩ gì về câu nói này? Rồi, với câu đầu tiên thì mình sẽ có những ý tưởng như sau. Bất lợi của việc sử dụng các trò chơi trong lớp học bao gồm have limited time. Việc tổ chức trò chơi sẽ bị giới hạn về thời gian. Distraction là sự sao nhãng. Bởi vì thường thì trẻ sẽ thích chơi trò chơi hơn thay vì là học. Do not match the lesson goals. Here là do not match, nghĩa là không có hợp với những mục tiêu của bài học. Rồi, câu hỏi số 2. Khi nào thì chúng ta nên sử dụng trò chơi trong buổi học? Introduction, đó là trong phần giới thiệu, để mà introduce the topic and attract attention, để giới thiệu chủ đề và thu hút sự chú ý của học sinh. Revision, trong phần ôn luyện, để mà review the lesson, ôn lại buổi học. Number 3, thì mình có suy nghĩ gì về câu nói này thì mình sẽ đồng ý, agree. Vì các trò chơi này sẽ dạy cho họ những cái kỹ năng trong thực tế trong cuộc sống. Ví dụ problem solving, decision making, teamwork. Và những ý tưởng này sẽ tạo thành một cái bài nói như sau. Now I will answer the follow-up questions. Bây giờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi phụ bên dưới. In my opinion, there are some disadvantages of using games in the classroom. Có những bất lợi của việc sử dụng games trong lớp học. Firstly, they have limited time. Tức là các trò chơi này sẽ có thời gian giới hạn. Because teachers have to spend more time teaching the main contents. Vì giáo viên sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho các nội dung chính. Secondly, students can be distracted from the lessons as they look forward to playing games instead of learning. Thứ hai là học sinh sẽ bị sao nhãng khỏi nội dung của bài học bởi vì chúng nó sẽ mong đợi được chơi games thay vì là học. And finally, some games don't match the lesson goals. They are just for fun without having any educational purposes. Cuối cùng là nhiều trò chơi không có hợp với lại mục tiêu của bài học. Mục đích là chỉ có để vui thôi, mà không có bất kỳ mục đích giáo dục nào hết. I think games can be used in the introduction to introduce the topic and attract the student's attention. They can also be used in the revision to help students review the lesson, to review what they learned in the class. And I agree that playing games teaches people about life. These games can teach them some skills such as problem solving, decision making skills, and teamwork, which can help them a lot in their life. Như vậy là mình đã hoàn thiện cái đề số 3 này. Đây là cái cách bạn sẽ lên ý tưởng cũng như là giải quyết những yêu cầu có trong phần thi Speaking Part 3 và cố gắng luyện tập để bạn có thể xử lý những cái đề thi trong V-Step hợp lý và dễ dàng hơn. Thank you and see you in the next video. Bye!